Trong video này sẽ theo yêu cầu của một số bạn theo dõi kênh YouTube của mình đó. Các bạn muốn sửa dứt điểm cái trường hợp mà cái đèn LED bị chớp nháy. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý triệt để cái ban đèn LED bị chớp nháy nha các bạn. Hiện tượng cái đèn LED bị chớp nháy xuất hiện trong tất cả các bóng đèn LED trong gia đình nha các bạn. Như cái đèn đây là đèn LED bulb ha. Còn đây là đèn tip LED T8 dài 1m2, hoặc cái đèn LED âm trần, hoặc là cái đèn LED chiếu sáng ngoài trời á, công suất 50W. Thì tất cả các đèn LED sử dụng á, thì nó sẽ một thời gian các bạn sẽ thấy nó thấy xuất hiện cái hiện tượng mà cái đèn LED nó bị nhấp nháy. Sau đây mình sẽ đi sâu về chi tiết của một cái đèn LED bị nhấp nháy nha các bạn. Đây, mình có vẽ ra một cái sơ đồ. Nè, cái cách mà các bạn sửa cái ban đèn LED bị nhấp nháy. Thứ nhất á, trong cái đèn LED các bạn, ở bên đây là nó gồm có cái vỉ LED nè các bạn, vỉ LED thanh LED hoặc cái module LED nha các bạn. Cái thanh LED là cái đèn tip LED mét 2 nha các bạn. Còn cái vỉ LED hoặc module LED là cái đèn LED bulb này nè. Ở đây ngoài cái đèn LED phát sáng này ra, mình sẽ có một cái đi kèm, có cái nguồn power supply, đó là chính là cái mạch nguồn LED driver nha các bạn. Cái mạch nguồn này có chức năng là cấp nguồn cho cái thanh LED này, vỉ LED nó phát sáng. Thế thì cái đèn LED mà bị chớp nháy á, các bạn kiểm tra cho mình hai cái nguyên nhân. Một á, là cái nguyên nhân do mạch nguồn LED driver. Hai là cái nguyên nhân do cái vỉ LED thanh LED chip LED này nè các bạn. Nguyên nhân do chip LED nha. Ở đây các bạn đi được bước thứ nhất. Thứ nhất là nếu các bạn nhận được một cái đèn LED bị nhấp nháy nha, thì các bạn kiểm tra cái bước trình tự này cho mình. Thứ nhất là các bạn kiểm tra cái nguồn LED driver này. Cái đèn này các bạn tháo nguồn LED driver nha. Rồi các bạn kiểm tra thứ nhất là cái tụ điện C1, C2, C3. Cái tụ điện C1 là cái tụ nào các bạn? C1 cái tụ lọc nguồn là tụ lớn nhất nè. Cái giá trị là khoảng 10mi, 15mi, 20mi, 20mi. Cái điện áp làm việc của nó là 400V nha các bạn. Ở đây là mình có cái tụ là 22mi là 400V nè. Cái thứ hai là chính là cái tụ lọc nguồn cho con IC nguồn xung nè các bạn. Đây là cái tụ C1 ha. Ở đây là cái tụ mình có cái tụ C2 nha các bạn. Cái tụ C2 là lọc nguồn VCC cung cấp nguồn cho cái con IC này nè. Còn cái tụ C3 của mình đó là cái điện tụ ngõ ra nha các bạn. Nó ra của cái nguồn cấp cho chip LED. Như vậy á, theo trình tự đầu tiên thì các bạn kiểm tra cái bao nguồn LED driver này cho mình ha. Thứ nhất các bạn nhìn sơ qua, các bạn nhìn kiểm tra cái tụ nè. Tụ C1, C2, C3 nè. Ở đây á, nó có hai trường hợp nha các bạn. Cái trường hợp là tụ bị khô ha. Hoặc là tụ, các bạn nhìn vô á, thấy tụ bị phồng, bị phù. Cái tụ bị khô, hai cái trường hợp này nha các bạn, là nó cái khả năng mà nạp xả điện của tụ á là không còn nha các bạn. Đây, các bạn nhìn và quan sát nha. Cái tụ này bị phù, bị phồng nha các bạn. Đây là cái tụ lọc nguồn ha. Cái đa phần là cái bao nguồn LED driver, cái tụ này nó mà cái trường hợp là đèn LED nhấp nháy á, là cái tụ này hay bị phù nha các bạn. Thì nếu mà trường hợp này á, các bạn chỉ cần thay cái tụ khác có cùng cái giá trị điện dung nè các bạn. Rồi cái điện áp làm việc là ok ha. Đây là trường hợp nó bị phù cái tụ C1 nha các bạn. Còn đây, cái bao nguồn một cái bao nguồn LED driver khác. Các bạn nhìn không? Cái tụ C3 của nó các bạn, là đây, hai dây ngõ ra nè các bạn. Nó bị phù ha các bạn. Đây nó bị phù tụ C3 ha các bạn. Còn trường hợp nữa, có một cái trường hợp nữa, cái tụ C2 á. Cái tụ C2 cấp nguồn IC nè, nó cũng bị hư nha các bạn. Nó sẽ là nguyên nhân cho cái mạch nguồn này các bạn hoạt động không ổn định. Nó sẽ làm cho cái đèn LED của mình bị nhấp nháy nha các bạn. Tại vì cái mạch nguồn này cũng rất quan trọng. Nó sẽ cấp nguồn cho cái đèn LED này nó phát sáng. Mà trường hợp mà cái nguồn này á, mà nó không ổn định, hoạt động chập chờn, thì cái nguồn ngõ ra cấp nguồn á, nó sẽ không tốt. Dẫn đến mấy cái đèn LED này nó không hoạt động bình thường nha các bạn. Nó sẽ nhấp nháy. Thế thì trong những cái trường hợp này á, các bạn khi kiểm tra cái tụ C1, C2, C3 cho mình. Mình nói khuyên các bạn tháo ra khỏi bo luôn nha. Rồi các bạn đo cái khả năng nạp xả của tụ. Trường hợp mà tụ bị phồng, bị khô á các bạn, thì các bạn thay cái giá trị tụ điện nè, như trên thân á,
thay đúng cái giá trị của nó nha các bạn. Rồi cái mức đó các bạn chú ý cho mình cái điện áp làm việc ha. Tại vì nếu mà các bạn mà thay cái điện áp làm việc nhỏ quá nó sẽ bị phồng tụ các bạn, hoặc là nổ tụ ha. Nên cái điện áp này cũng khá quan trọng nha các bạn. Còn cái giá trị điện dung của tụ thì các bạn thay đúng giá trị hoặc là nhích hơn chút xíu nha các bạn. Mình nói ví dụ là trường hợp cái bon led driver này á, mà các bạn nhìn thấy cái tụ nguồn lọc nguồn của nó nè là 10mm 400V thì các bạn có thể thay cái tụ 10mm 400V, hoặc là cái tụ của nó là các bạn tăng lên khoảng 15 hoặc 20mm cũng được nha các bạn. Cái này không có vấn đề gì ha. Mình giả sử nha, sau khi mà các bạn mà tháo mấy cái tụ phù này nè, các bạn quan sát thấy một cái tụ lọc nguồn này bị phù nha các bạn. Cho dù cái tụ C1, C2, C3 các bạn phù nè, các bạn tháo ra thay nha. Thì các bạn thay, khi mà các bạn thay một cái tụ mới vô á, đây mình giả sử đây là một cái tụ mới nha các bạn, thì các bạn cũng kiểm tra cái mức độ nạp xả của tụ nha các bạn. Ở đây á, các bạn nên dùng cái đồng hồ kim ha, cho nó dễ quan sát ha. Một là các bạn chỉnh thang đo nhân 1 cho mình, nhân 10 thôi. Mình hay chọn cái thang đo nhân 100 nha các bạn. Cái này đã quan sát cho nó dễ thôi, không có dễ đó. Cái trường hợp mà nạp xả của tụ của bạn, các bạn nè, cặp vô rồi các bạn nhìn thấy kim á, nó nhích lên, nó nhích lên mà nó xả vào không nha các bạn, là ok. Đó, nó về không là cái tụ này tốt nha các bạn. Cái khả năng nạp xả của tụ tốt là chắc chắn là các bạn thay vô là ok, không có vấn đề gì ha. Đây là cách mà các bạn sửa cái ban mà đèn led bị nhấp nháy á, mà nó xuất phát nguyên nhân từ do cái tụ lọc nguồn nè, C1, C2, C3 do cái tụ điện bị khô, bị phồng phù. Là cái bước thứ nhất, các bạn kiểm tra thứ nhất là cái bon nguồn led driver này cho mình trước nha, khoan kiểm tra ấy. Và sau khi các bạn kiểm tra xong cái bon nguồn led driver này á, mà các bạn thấy kiểm tra mấy cái tụ này ổn định hết rồi, các bạn đo điện áp nó ra thấy nó ổn luôn nha bạn, nói chung nó không có thay đổi hoặc là nó không có sụt áp gì á, thì các bạn thứ hai là các bạn loại bỏ cái trường hợp này ra, là hư mà cái trường hợp mà hư mà cái mặt nguồn led driver nè. Các bạn kế tiếp là các bạn kiểm tra cho mình cái thanh led, vị led, chip led, mode led này nè. Vì bên trong cái đèn led này các bạn là chính là những con chip led dán SMD. Thì các bạn kiểm tra cho mình nguyên nhân là sao. Chip led này á, nó sẽ hoạt động bị chập chờn hoặc nó bị rò rỉ các bạn. Hoặc là cái chip led nó người ta sử dụng là loại kém chất lượng nha các bạn. Thì một thời gian sau quá hoặc là thời gian rất ngắn thì nó sẽ hoạt động mà không ổn định, nó gây ra nguyên nhân mà cái đèn led nó bị chớp nháy nha các bạn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ đi hướng dẫn các bạn đi cái cách mà nguyên nhân tại sao mà cái chip led nè nó hư hoặc nó bị rò rỉ á, nó sẽ gây hiện tượng đèn led bị chớp nháy. Đây, cái đèn led bị chớp nháy cho hư chip led nha các bạn. Mình giả sử đây nè, một cái vỉ led, thanh led hoặc cái module led này nè, muốn nó có cái nguồn DC cung cấp nguồn cho nó là VC3. Cái nguồn DC này sẽ cấp nguồn cho nguyên cái dãy chip led này hoạt động nha các bạn. Cái mạch này á, là mạch nối tiếp ha. Ở đây mình sẽ ví dụ là mấy con chip led này từng con mắc nối tiếp với nhau, nhưng trên thực tế như cái đèn led này nè, led bulb, ở đây có hai con chip led chấp song song, rồi nối tiếp với hai con chip led chấp song song. Ở đây mình sẽ gom lại một con cho nó dễ miêu tả nha các bạn. Mình giả sử nha, trong cái mạch này á, bình thường cái đèn led nè nó sáng, thì cái dòng từ VC dương của VC3 nè các bạn, nó sẽ đi về, nó bật cực âm ha, nó làm cho toàn bộ đèn chip led này nó sáng nha các bạn. Mình giả sử trong cái mạch này á, cái led C1 này nè, led đầu tiên nè, nó bị rò rỉ, là nó hoạt động chập chờn, lúc sáng lúc tắt, lúc sáng lúc tắt. Khi mà cái led 1 này các bạn nó sáng á, thì nó như cái công tắc á, nó đóng mạch cái mạch này thành mạch kính nha các bạn, là cái đèn led này nó sáng nha các bạn. Nhưng tiếp theo đó á, là nó sẽ chuyển qua cái trạng thái lúc tắt liền, tại vì cái con led 1 á, nó bị rò rỉ các bạn. Nó giống như cái van nước của mình á, nó nhỏ giọt
Hoặc là khi mà các bạn đóng van nước á, nó không kín á, nó sẽ nhỏ chảy nhỏ giọt nhỏ giọt, thì nó hoạt động giống như nó bị rò rỉ y hệt như này, lúc sáng lúc tắt lúc sáng lúc tắt. Khi mà cái đèn led 1 á nó bị tắt thì nó sẽ gây ra trạng thái hở mạch nha các bạn. Cái hở mạch này á là sẽ ngắt ngắt cái đường này nè, là cái đèn led nó sẽ tắt, nó không sáng được nha các bạn. Như vậy á, khi mà cái một con led trong cái dãy chip led này nè nó bị rò rỉ thì nó sẽ gây ra hiện tượng đóng mạch hở mạch, nó chuyển trạng thái liên tục, lúc sáng lúc tắt lúc sáng lúc tắt. Từ đó nó giống như một cái công tắc á, nó sẽ đóng mạch mở mạch, đóng hở đóng mạch ngắt mạch, làm cho cái toàn bộ cái chip led trong như cái đèn led bulb này nè, hoặc cái thanh led, cái đèn chip led T8 á, nó sẽ sáng tắt. Mà nói chung á là nó hoạt động không ổn định nha các bạn. Nó không sáng phát sáng như bình thường, hoặc là nó không tắt luôn, mà nó ở trạng thái chập chờn, lúc sáng tắt. Mà không phải nguyên nhân là một con toàn bộ cái chip led này nó hư hết, mà chỉ có một con chip led thôi, hoặc là một vài con nó bị rò rỉ, nó sẽ gây ra cái hiện tượng mà đèn led bị nhấp nháy và hư chip led nha các bạn. Vì các bạn thấy nè, trong mạch của mình á là tất cả những chip led này mắc nối tiếp với nhau. Một nhánh của nó là ví dụ mình giả sử là một con chip led hoặc hai con chip led mắc song song với nhau rồi nối tiếp. Nhưng mà chung quy của lại của nó là cái mạch nối tiếp nhau. Nên khi một con chip led nó bị rò rỉ á, rồi nó sẽ gây ra hiện tượng như mình công tắc các bạn, đóng mạch ngắt mạch. Rồi làm cho cái đèn led này nó sáng chớp tắt hay nó bị nhấp nháy nha các bạn. Mặc dù cái nguồn VC3 này nó luôn ổn định, cái mặt nguồn led driver này ok, nhưng mà các bạn cứ kiểm tra thêm cái nguyên nhân là do cái mấy thanh led chip led nè các bạn, toàn bộ trong mạch ha, là chỉ có một con led thôi hoặc là một vài con led nó bị rò rỉ, nó sẽ gây ra hiện tượng này luôn nha các bạn. Nên cái mấy con chip led này nó khá quan trọng nha các bạn, khi mà trường hợp mà banh bị nhấp nháy mà các bạn kiểm tra cái mặt nguồn led driver này á, kiểm tra mấy cái tụ nè, tụ C1, C2, C3 nó vẫn bị khô hoặc nó bị phù mà nó vẫn cái đèn led á, các bạn tìm không ra cái banh nhấp nháy mặc dù các bạn đã thay cái nguồn led driver khác rồi, hoặc là các bạn đã thay mấy cái tụ này nè mà nó vẫn còn bị nhấp nháy, là các bạn bỏ qua trường hợp này cho mình, các bạn kiểm tra cái thanh led nó bị led cho mình nha. Ở đây á, mình đã kiểm tra mấy con led này á, nó bị rò rỉ nên nó gây hiện tượng cái đèn led nhấy nha các bạn. Nè, mình có ghi vẽ một cái sơ đồ nha các bạn. Là lúc sáng lúc tắt nè, nó đóng mạch hở mạch nè, nó làm nguyên dây led nè. Lúc sáng lúc tắt luôn nè. Là chính là bị hiện tượng nhấp nháy nha các bạn. Thế thì cái cách mà mình tìm cái con led bị nhấp nháy rò rỉ này như thế nào? Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn mà cách cái kiểm tra con led trong một cái thanh led vỉ led này nó bị rò rỉ nha các bạn. Đối với những cái led bút kiểu này á, thì các bạn hai con chip led song song á thì các bạn cũng kiểm tra cũng dễ ha, kiểm tra từ từ cũng được. Hoặc là đối với những con chip led lớn á, loại một chip led có đèn led ngoài trời 50W á, thì các bạn có thể thay chip led thử nha các bạn. Còn cái chip led mà của đèn chip led T8 nè, số lượng nó hơi nhiều á, thì các bạn nói chung là muốn sửa thì các bạn ấy hoặc là các bạn chịu khó các bạn kiểm tra từng con nha các bạn. Thì đây á, các bạn, thứ nhất là các bạn quan sát cái chip led này nè. Những cái con mà nó bình thường á, nó cái màu sắc nó ấy nha các bạn. Đối với những con led mà nó sắp hư hay nó bị rò rỉ á, nó có cái chấm chấm chỗ này nè, chấm chấm đen đen ngay chính giữa nè các bạn. Là các bạn chú ý quan sát những con hình dáng của những con chip led đó nha. Rồi các bạn có thể dùng mấy cái đồng hồ á, rồi các bạn đo coi cái độ sáng của chip led như thế nào. Rồi tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn các bạn mà đi cách tìm ra cái con chip led bị rò rỉ nha các bạn. Nè, nó bị rò rỉ các bạn. Thứ nhất là các bạn mình giả sử nha, cái này các bạn làm hơi chịu khó một tí nha, tại vì chia số lượng chip led nó dài nhiều á, còn led bulb thì nó sẽ ít hơn á, thì các bạn kiểm tra nhanh hơn. Thứ nhất là các bạn dùng cho mình một cái sợi, tìm lấy cho mình một cái sợi dây nha các bạn. Cái này đây là phương pháp coi di động ha, thì cũng đơn giản thôi. Mình giả sử nha, trong cái vỉ led này nè, thanh led này nó có hai con chip led mắc song song với nhau, thì các bạn đơn giản là các bạn chỉ cần nối tắt hai con led này thôi.
Các bạn lấy món hàng á, hàng nối một đầu này cho mình nha. Còn cái đầu còn lại các bạn, của con dây á, các bạn dùng dây đầu nào cũng được, dòng nhuyễn cũng được. Rồi các bạn, cũng hàng nói chung là các bạn nối tắt hàng chiếc pet này vô nha các bạn. Trường hợp mà hai chiếc pet này mắc song song với nhau á, thì các bạn hàng tương tự nha. Nói chung là các bạn hàng á, đừng để cho nó hư, bị hư chiếc pet nha các bạn. Tại vì cái này mình test thử, mình đã câu nối tắt thôi. Đây nè, xong rồi nha các bạn. Sau khi các bạn nối tắt cái này vô á, thì các bạn cấp nguồn. Cấp nguồn mà trường hợp mà cái đèn led nó vẫn còn nhấp nháy á, là các bạn bỏ ra nha. Tại vì cái không phải là nguyên nhân là do chip led này ha. Các bạn đảo chiều đi qua mấy con chip led khác các bạn kiểm tra tương tự vậy, hoàn toàn như y hệt như vậy nha các bạn. Cái cách mà các bạn câu di động ha. Ở đây mình sẽ giải thích nguyên nhân tại sao mình phải tìm cách câu di động. Cái trường hợp mà cái con này bị rò rỉ á, con led 1 nó bị rò rỉ nè các bạn, là nó làm cho cái toàn bộ cái dãy led này nó bị nhấp nháy. Thì ở đây á, là nó bị lúc dẫn lúc ngắt nha các bạn. Thì khi mà các bạn câu di động nối tắt cái, là bỏ qua chip led 1 á, thì đây là cái toàn bộ cái đèn led của mình á, nó không còn bị nhấp nháy các bạn, nó sáng. Tại vì thì nó không còn bị đóng mạch hở mạch nữa, mà lúc này là cái mạch của mình nó hoàn toàn bị đóng, nó không bị ngắt bị hở nữa. Đây nè, dòng nó qua đây luôn ha các bạn, nó sẽ về từ dương nè, nó chạy về âm nha các bạn, cái dòng y nha. Chứ còn mà khi mà có chip led 1 á, nó còn trên mạch á, mà cái bãi là nó sẽ xuất hiện cái hiện tượng rò rỉ, là đóng ngắt, nó làm cho toàn bộ cái này giống như cái khóa công tắc á, ngắt mạch hở mạch các bạn, hở mạch là toàn bộ chip led này cũng bị y hệt bị nhấp nháy luôn nha các bạn. Như vậy đây là cách đó để mình tìm ra cái con chip led hư ha. Khi mà các bạn mà nối tắt con chip led nào đến vị trí nào đó mà cái toàn bộ cái đèn led này á nó sẽ phát sáng, thì con chip led đó nó bị rò rỉ. Thì các bạn, việc các bạn ở đây á, là các bạn chủ yếu là các bạn thay led đó vô, là toàn bộ mình đảm bảo là cái toàn bộ cái đèn led này nó sáng lại nha các bạn. Ok ha. Đây là cái cách câu dây đồng để tìm ra cái con chip led hư, làm cái đèn led của mình nó bị nhấp nháy nha các bạn. Vì trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách sửa cái ban đèn led bị nhấp nháy triệt để ha. Nó sẽ gồm hai phần, phần mạch nguồn led driver và cái phần thanh led, vỉ led, chip led. Và cái cách mà các bạn dò tìm cái con chip led bị rò rỉ nha các bạn. Rồi, video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì á, các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Chào các bạn.